Bóng chuyền nữ Thái Lan trong giai đoạn chuyển giao, cơ hội nào cho Việt Nam tại SEA Games 31? Người dân Thái Lan luôn tự hào về nền bóng chuyền của họ. Ở nội dung nữ, đội bóng xứ chùa vàng đã đạt đến tầm đẳng cấp thế giới. Cũng vì vậy, ở đấu trường SEA Games, Thái Lan thể hiện sự vượt trội hoàn toàn, liên tiếp giành huy chương vàng ở 12 kỳ SEA Games gần nhất. Ở cấp độ châu lục, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cũng đang là đương kim Á quân ở cả đấu trường ASEAN và giải vô địch bóng chuyền châu Á. Những con số thống kê là đủ để khẳng định điều đó. Bóng chuyền nữ Thái Lan thường nằm trong top 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Với mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games lần thứ 13 liên tiếp, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, ông Danai Sriwacharamen Thakun quyết định mang đến Việt Nam 14 gương mặt, hiện đang là bộ khung nòng cốt của đội tuyển Thái Lan. Khác với SEA Games 30 tại Philippines năm 2019, năm nay đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan mang đến đội hình trẻ hóa và không có sự xuất hiện của bộ 6 huyền thoại, bao gồm Phlumjit Thinkau, Willavan Apinjapong, Lutsara Tomkom, Onuma Sitirak, Malika Kanthom và Ampon Hiafa. Với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam thì đây là 6 cái tên quen thuộc, tạo nên thương hiệu của đội tuyển Thái Lan trong suốt thời gian qua. Vậy với sự thiếu vắng này của đội tuyển Thái Lan, liệu Việt Nam có tạo nên kỳ tích trên sân nhà sắp tới? Thực tế trong suốt 25 năm qua, bóng chuyền nữ Thái Lan hoàn toàn thống trị ở đấu trường Đông Nam Á, cụ thể là SEA Games, với 12 lần giành huy chương vàng liên tiếp. Trong đó, bộ 6 huyền thoại của đội tuyển bóng chuyền Thái Lan luôn là nỗi ám ảnh của cả Đông Nam Á. Lứa vận động viên được xem là thế hệ vàng của bóng chuyền nữ Việt Nam như Ngọc Hoa, Kim Huệ, Phạm Thị Yến cũng chưa từng một lần vượt qua Thái Lan ở cấp độ đội tuyển. Vì vậy ở SEA Games 31, với sự vắng mặt hoàn toàn của bộ 6 huyền thoại bóng chuyền nữ Thái Lan, người hâm mộ sẽ chứng kiến một đội tuyển Thái Lan với diện mạo hoàn toàn mới. Và người hâm mộ Việt Nam cho rằng đây sẽ là cơ hội vàng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chinh phục giấc mơ huy chương vàng tại kỳ đại hội thể thao trên sân nhà sắp tới. Mới đây khi trở về từ Nhật Bản, niềm hy vọng hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy đã chia sẻ: "Tại SEA Games 31 sắp tới, tôi cùng đồng đội sẽ cố gắng thi đấu hết sức để có thể cống hiến hết mình. Riêng về mục tiêu cá nhân thì có thể sẽ là giành huy chương vàng, nhưng tôi biết điều đó sẽ rất khó khăn. Tôi hy vọng mọi người sẽ có cùng mục tiêu đó, cùng nhau cố gắng thực hiện." Ở SEA Games 31 trên sân nhà, Thanh Thúy giữ vai trò đầu tàu của đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, mặc dù vắng bóng bộ 6 huyền thoại, nhưng trong đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan dự SEA Games 31 tại Việt Nam sắp tới, có 6 vận động viên đang thi đấu tại nước ngoài, 3 tại Nhật Bản, 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và 1 tại Indonesia. Thầy trò huấn luyện viên Danai Sriwacharamen Thakun vẫn hướng đến tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ 13 liên tiếp.